Trở lại với các thông tin thời tiết, như chúng tôi cũng đã đề cập ở phần đầu chương trình thì mưa sẽ vẫn còn kéo dài các khu vực phía Nam. Vậy chị Việt Hà, cụ thể là mưa sẽ kéo dài đến khi nào và tại sao mà lại có một cái đợt mưa kéo dài như thế ở các khu vực phía Nam ạ? Dạ vâng, khả năng là đợt mưa này sẽ còn kéo dài ít nhất là trong 10 ngày tới. Đó là bởi do đang có một tổ hợp hình thế gây mưa điển hình vẫn đang tồn tại ở khu vực này. Đó là rãnh áp thấp đang vắt ngang qua khu vực Trung Trung Bộ, tương tác với gió mùa Tây Nam, đẩy ẩm từ biển vào trong đất liền ở khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên và cả Trung Bộ. Và cụ thể trong chiều nay thì mưa sẽ tập trung ở khu vực từ Nghệ An trở xuống tới Bình Định, khu vực Tây Nguyên và cả Nam Bộ. Cục bộ sẽ có những điểm mưa to trên 70mm. Và thời gian mưa nhiều nhất là từ khoảng từ 14 giờ đến 18 giờ. Quý vị đề phòng là kèm theo dông sét và gió giật mạnh trong cơn mưa. Vâng, thế con chuyển trở ra Bắc Bộ đi ạ. Đã sang tháng 9 rồi mà vẫn xuất hiện nắng nóng. Vậy thì không biết là trong ngày hôm nay những điểm nắng nóng sẽ là ở đâu ạ? Dạ vâng, trong ngày hôm nay thì những điểm nắng nóng sẽ là ở Hòa Bình và phía Đông Bắc Bộ ạ. Vùng nóng thì như quý vị có thể thấy là tập trung ở khu vực Hòa Bình và Đông Bắc Bộ. Nhiệt độ phổ biến của các tỉnh thành trong khoảng từ 35 đến 36 độ. Và hôm nay cũng sẽ là ngày nóng nhất trong đợt này. Khả năng là từ ngày mai thì nhiệt độ sẽ giảm dần và đến cuối tuần thì có thể còn có mưa. Như tại Hà Nội thì sau khi đạt mức nhiệt cao nhất 36 độ trong ngày hôm nay thì từ mai sẽ giảm xuống chỉ còn khoảng là 34 độ. Và đến ngày thứ Bảy khi mà có mưa dông xuất hiện thì nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm thêm chỉ còn khoảng 33 độ. Trên biển, ngoài khơi hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong ngày hôm nay còn có mưa dông tiềm ẩn với lốc xoáy và gió giật mạnh đi kèm. Trong mưa thì tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km. Vâng, cảm ơn chị Việt Hà với những thông tin cụ thể vừa rồi.